Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện tranh cãi căng thẳng để học lớp 10 tại Hà Nội mà chúng tôi cũng đã phản ánh trong chương trình trước. Đến nay thì cuộc chiến tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập vẫn chưa hề hạ nhiệt. Và vì sao mà cuộc chiến năm nay lại căng thẳng đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Những cuộc chạy đua diễn ra thâu đêm suốt sáng. Trở thành những cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Những tâm tư chịu nặng của cha mẹ và cả những đứa trẻ khi việc dành một cơ hội học tập trở nên cực nhọc tới mức này. Ngay khi biết điểm của con mình, chị Bích Huyền đã cấp tốc tìm đến các trường dân lập trên địa bàn Hà Nội. Nghĩ đến hơn 30.000 thí sinh khác cũng đang tìm chỗ học như con mình, chị không dám chậm trễ. Rất là lo cho cái việc học của con ấy, nên là vào những trường công thì con không đỗ rồi thì mình cũng phải tìm ngay một cái đầu vào cho con. Năm nay trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ có hơn 600 chỉ tiêu. Trong ngày đầu tiên tiếp nhận đã có hơn 1.000 phụ huynh đến đăng ký. Chỉ trong một ngày, nhà trường đã tuyển đủ số lượng học sinh. Thì năm nay chúng tôi biết là phụ học sinh vào nhiều, thì cái chỉ tiêu mà sở đã duyệt là 675. Chúng tôi đang làm việc với lãnh đạo sở để đề nghị sở bổ sung thêm chỉ tiêu. Mà nếu sở bổ sung thêm chỉ tiêu như năm ngoái, hai lớp 90 học sinh, thì chúng tôi ngày hôm nay sẽ tiếp tục mở cửa đến ngày mai để đón nhận học sinh vào, giảm bớt sức nóng. Năm nay tỷ lệ vào các trường công lập giảm so với mọi năm, đồng thời điểm chuẩn của các trường đều tăng, có trường nhảy vọt lên 6 điểm. Cuộc cạnh tranh đẩy về phía các trường ngoài công lập. Mình muốn cho con mình có tuổi học trò, chứ mình không muốn cho con đi học nghề ngay từ bây giờ. Mình đang tuổi vị thành niên mà chưa có trải qua cái tuổi học trò thì mình không muốn cho con trải đời sớm quá. Học phí ở đây thì nói thật là bố mẹ cũng cảm một vấn đề đấy. Nhưng vì muốn tốt cho con thì bố mẹ cũng phải cố gắng. Mới đây đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định Hà Nội không thiếu chỗ học cho thí sinh. Thế nhưng dễ nhận thấy các trường công lập phân bổ không đều giữa các khu vực dân cư, dẫn đến việc các trường tại quận đông dân như Cầu Giấy, Hà Đông có điểm chuẩn tăng vọt, còn các trường ở ngoại thành có điểm chuẩn thấp, có nơi không đến 4 điểm một môn. Mặt khác, các trường ngoài công lập có chất lượng không đều, mức học phí chênh lệch lớn, dẫn đến việc chỉ có một nhóm các trường được phụ huynh đặc biệt tin tưởng. Cái việc để mà vào trường nó cũng gặp nhiều những cái khó khăn ấy. Thì cái này thì tôi nghĩ là chắc là nhà nước cũng nên có những cái điều chỉnh làm sao để cho cái việc học của các con nó được thuận lợi hơn. Đến ngày 10 tháng 7, Sở sẽ tiếp tục họp để giảm điểm đối với các trường công lập còn thiếu chỉ tiêu. Vì vậy, phụ huynh và học sinh không nên quá căng thẳng, tuyệt vọng với những cơ hội học tập.